Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Toàn Quân Máy Bẫy nhé. Thì nay Toàn giới thiệu với mọi người cái máy là cái máy Estin, cái Estin này là 045 nha mọi người. Cái máy này nó sử dụng một cái động cơ cực kỳ khủng, nó khoảng 81 cc mọi người. Cái đầu máy không là khoảng 8 kg, riêng cái đầu máy không. Thực sự cái máy này nó rất là mạnh. Piston thì Toàn chưa xem nó là piston bao nhiêu, tại vì mình lấy máy thì mình cũng không có bung máy ra, nên là mình thực sự là mình cũng chưa biết là cái dòng máy này nó piston nó bao nhiêu. Nhưng có thể sau cái video này Toàn sẽ tìm hiểu và đặt lên trên cái tiêu đề cái piston chính xác, và chính xác của nó thì cái cc này là nó dung tích cc của nó là 81 cc mọi người. Nó được sản xuất tại Đức, Made in Germany, nó đặt ở đây mọi người. Mọi người có thể thấy là trên màn hình đây, Made in Germany, nó đóng ngay cái ốp lam này. Riêng cái phần ốp lam này cũng khá là nặng đó mọi người nhé. Cái máy này đây, còn đây là cái phần ốp giật. Ốp giật thì nó có chữ Germany ở đây. Nhưng mà thường thường thì mọi người thấy những cái dòng máy như thế này á, thì nó sẽ có cái tem ở đây, nhưng thường thường thì nó sẽ bay đi nếu như chúng ta vệ sinh mà trà hoặc là xịt chúng nó. Cái dây giật của nó mọi người, dây giật đây là cái dây giật zin của nó, còn rất là đẹp mọi người nhé. Cái buli không có bị lắc, không có bị rơ lắc, và ốc, tất cả những con ốc của nó vẫn còn vàng, rất là vàng mọi người nhé, còn ốc vàng bảy màu luôn. Đấy mọi người này, cái dòng máy này thì chúng ta vệ sinh thì nó thường hay bị chóc, nổ sơn như thế này. Đấy, nổ sơn như thế này. Ok mọi người nhé, bây giờ Toàn sẽ đi vào chi tiết cái phần máy, soi chi tiết phần máy cho mọi người xem. Đây là phần vô lăng của nó. Máy nó là máy đứng và cái phần vô lăng khá là lớn, thì nó cho một cái vòng tua hơi chậm hơn so với những cái vòng dòng máy mà có vô lăng nhỏ nhẹ, nhưng mà khả năng rướn của những cái dòng máy lớn, vô lăng lớn thì nó tốt hơn rất là nhiều so với những cái dòng máy nhỏ mọi người nhé. Theo Toàn thì có lẽ là cái bully này, nó sẽ trùng với cái bully của 381 mọi người nhé, trùng với bully của 381, tại vì cái độ lớn và cái sải chó này, thì nó giống này, và cái phần khoang bên này để nó chống cái con chó vào đây thì nó cũng thấy tương đối giống của 381. Còn 382 thì nó nhỏ hơn, nó dẫn đến cái tình trạng là giật rất là nặng, hay bị hư chó. Con chó là cái này mọi người, chó giật là cái này, khi chúng ta giật thì chó nó sẽ xòe ra, mọi người thấy chưa? Khi chúng ta giật thì chó nó sẽ xòe ra, và con chó này còn rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, như là mới luôn đó mọi người thấy. Thì trên hình ảnh thì mọi người có thể thấy được cái độ hoàn thiện của máy, máy còn rất là liền lạc, sơn thì còn ok mọi người nhé. Dòng máy này dành riêng cho anh em, những anh em khai thác, nhưng cũng không ngoại trừ những khách hàng muốn mua về sử dụng, tại vì cái giá thành của nó rất là rẻ, thì nó chỉ hơn 3 triệu đồng mà Toàn sẽ bao ship cho mọi người. Hôm qua Toàn có một làm một cái video ngắn ở phía trước, có thể mọi người vào trong trang cá nhân của Toàn ấy, và trong cái phần video, và mọi người nhấn vào cái chữ video đó sẽ có một cái bài ở bên dưới, thì Toàn đã nổ máy test thử cho cái máy này lên, cái lúc đó là máy vừa mới về luôn, thì đã test nổ ok rồi. Nay Toàn vệ sinh lại. Đấy. Máy rất là lực. À, mọi người muốn xem video test máy thì mọi người có thể đi sang bên kênh Hiền Nông Cơ BMT mọi người nhé. Đây là cái bộ chế hòa khí của nó nằm ở trong này, cái khoang này mọi người. Mọi người có thể dùng tay tăng chỉnh Galanti ở đây được mọi người nhé. Mọi người lấy cái tay cầm vào đây. Đây con ốc mọi người này. Đấy, ok. Ốc chỉnh xăng của nó ở trong này, còn ốc H, ốc L nằm hết bên trong này mọi người nhé. Chế này là chế zin nguyên bản của nó, và cái này cũng không có chế tàu, chế lô để có thể thay vào vừa nó đâu mọi người, vì nó là một cái máy lớn và nó xài cái chế khá là lớn.
mọi người xài gia đình. Ok nhé, Toàn có báo giá, hôm qua có báo giá là 3 triệu rưỡi bao vận chuyển cho mọi người. Đó là máy chưa vệ sinh, còn hôm nay đã vệ sinh rồi thì mọi người thêm 100 ngàn mọi người nhé. Thì nếu lấy thì Toàn sẽ bao ship cho mọi người luôn, mọi người có thể đặt cọc 300 ngàn, nhận hàng kiểm tra rồi thanh toán. Đấy, hôm qua là để 3 triệu rưỡi bao vận chuyển cho mọi người là để mọi người về tự vệ sinh, nhưng mà thấy có một vài khách hàng nói là vệ sinh luôn đi để vào xem là cái độ mức độ máy như thế nào. Thì đây là cái hàm rồng của máy đấy mọi người, đây là cái hàm rồng của máy. Thì bây giờ Toàn sẽ gắn vào để cho nó đầy đủ các chi tiết của máy mọi người nhé. Nó sử dụng một cái lam Latin 60 mọi người, nó sử dụng một cái lam Latin 60 và sên 75 nhé. Sên 75 tức là những cái sên mà lớn phổ thông bây giờ đấy, sên 75, sên 72, sên V3, V6 hoặc là Oregon đấy. Thì nói chung là nó giống nhau. Đây, nó đang hiện tại nó đang sử dụng một cái xích Oregon, sên Oregon lam xích, mọi người thấy không, lam xích còn 80-90% luôn, chứ không dám nói là như mới. Thì thực sự là cái này nó cũng đã có rũa rồi, rũa thì nó cũng mất một chút xíu phần này đi rồi đấy, chưa rũa thì chưa tới một nửa xích đâu mọi người nhá. Mắt xích còn rất là dài, mắt xích này của nó còn chắc cũng phải tầm cỡ 8 ly, 7 ly, 8 ly nữa, còn rất là nhiều, còn rất là nhiều luôn. Cái lam thì lam còn chữ mọi người nhé. Đây cái lam zin của nó này, cái đầu Latin mọi người, đầu Latin đây đấy, mọi người thấy chưa. Ở bên Toàn thì bán máy là có bảo hành cho mọi người nhé, bảo hành và có nhận trao đổi máy cũ cho mọi người. Mọi người có máy cũ thì có thể trao đổi, và giá thì có thể là chúng ta sẽ thỏa thuận xem là cái mức độ máy khi mình bán ra nó như thế nào, và cái máy ở bên khách hàng muốn trao đổi nó như thế nào. Thì nếu mà máy đẹp thì khách hàng sẽ phải chỉ phải thêm ít tiền thôi, còn nếu như mà khách hàng mà cái mức độ hoàn thiện của máy của khách mà nó không được tốt thì cũ quá hoặc là nát quá thì có thể là chỉ lấy giá phụ tùng thôi mọi người nhé. Xem cái gì còn ok thì lấy phụ tùng thôi, chứ không thể nào mà một cái máy thu lại mà được như cái máy ở bãi đâu. Tại vì cái máy ở bãi thì người ta sử dụng rất là ít. Đấy. Cái máy ở bãi thì người ta sử dụng rất là ít, có những cái máy gần như là mới luôn. Thì những cái máy ở bãi mà đẹp gần như mới thì giá thành nó cũng sẽ rất là cao. Đây mọi người, ta sẽ gắn cái hàm rồng vào. Cái hàm rồng của nó là máy lớn nên là nó sử dụng cái hàm rồng cũng rất là lớn mọi người. Sử dụng hàm rồng rất là lớn luôn. Dài. Nó rơi vào đây rồi. Rồi ok, dính ra. Đó. Nói chung là khách hàng mua hàng ở bên Toàn thì được ưu đãi rất là nhiều trong những cái việc mà chúng ta muốn tìm phụ tùng ở những cái máy, ví dụ như những máy khác. Ví dụ anh em mua ở máy ở những nơi khác về anh em tìm phụ tùng bên mình ấy, thì sau khi đã mua hàng bên mình thì được ưu đãi rất là nhiều, ưu tiên rất là nhiều. Đấy, Toàn đang gắn cái hàm rồng cho nó mọi người nhé, ta gắn hàm rồng cho cái máy này thì nó nằm ở trong này, nó con ốc này nó nằm ở trong này mọi người. Ta đang cố gắng gắn thật là nhanh để mọi người xem không bị mất thời gian, vì toàn đang ghi cái này là video công chiếu nên là sẽ không có cắt video, ghép video, nên mọi người xem hãy thông cảm cho toàn nhé. Và nếu mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh giúp Toàn. Cái máy này Toàn đang bán với giá là 3 triệu 6 khi đã vận chuyển. Hôm qua thì bán 3 triệu rưỡi khi chưa vận chuyển, chưa vệ sinh. Nay vệ sinh xong rồi thì 100 ngàn tiền công vận tiền công vệ sinh nữa mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 207718.
tán ở vụ bồn Crong Bách Đắk Lắk mọi người nhé. Anh em ở gần hay đến lấy máy lắm nên mọi người không phải lo đâu. Cái máy này mình xài gia đình cũng được, xài gia đình cũng được và cắt khai thác cũng được, tại vì giá thành nó cũng rẻ so với những cái máy mà đời mới bây giờ. Ví dụ như 180, 170 đấy thì nó cũng chỉ thua kém cái máy này một chút xíu thôi, nhưng mà công suất nó thì lại nhỏ. Công suất của nó chỉ bằng chưa bằng khoảng 1 phần 3, 2 phần 3 cái máy này thôi. Không tới 2 phần 3 đâu mọi người. 1 phần 3 đến 1 phần đến 2 phần 5 thôi. Chưa tới được một nửa của cái máy này. Vì cái máy này nó sở hữu một cái lam 60 là tin rất là đẹp. Xích lớn. Rồi ok. Toàn đã gắn xong cái hàm rồng của máy. Và bây giờ Toàn sẽ gắn luôn cái chụp giật của máy vào cho mọi người nhé. Gắn luôn cái chụp giật và giật nổ lên cho mọi người xem. Thì mọi người thấy ốc bên trong là còn rất là vàng luôn. Đây là cái phần bụng máy mọi người. Phần bụng máy thì đặt xuống dưới đất. Nổ thì sau cái quá trình sử dụng thì không thể nào tránh được cái phần như thế này. Và đây là cái ốc chỉnh bơm nhớt mọi người nhé. Chỉnh bơm nhớt. Vặn sang trái sẽ là nhiều nhớt và vặn sang phải sẽ là ít nhớt. Đây là cái phần bình nhớt của nó luôn. Phần bình nhớt của nó nuôi nam xích nó vòng sang bên này. Thì cái phần bình nhớt này nó sẽ bọc cái phần lốc, tránh được cái tình trạng là nóng xuyên sang bên cái nóng xuyên sang bên cái phần bộ chế và bình xăng lớn. Bình xăng lớn thì nó nằm bằng nhôm nhưng mà nó lại nằm tách biệt mọi người nhé, nó nằm tách biệt ra khỏi cái khu vực của cái lốc nên là không có sợ bị nóng mọi người nhé. Bây giờ Toàn sẽ gắn luôn cái ốp giật vào. Ốp giật này thì nó sử dụng ba con ốc, nó sử dụng ba con ốc. Những con máy đời trước như thế này thì nó sử dụng cái ốc là ốc ốc dẹt mọi người nhé, ốc dẹt. Khi gắn vào thì mọi người sẽ thấy được cái máy nó hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào. Thì ta sẽ gắn luôn cái bộ lam xích vào luôn cho mọi người thấy và test nổ, test bơm nhớt luôn mọi người nhé. Có một số anh em. Ủa, hết pin rồi. Lấy cho anh cục pin. Có cục pin ở ngoài không? Có một số anh em ấy, nói chung là cũng thiện chí mua hàng lắm nhưng mà do là chưa đủ điều kiện ấy, chưa đủ điều kiện nên là chưa sắm được những cái máy lớn hoặc là những cái máy mà nó nhiều tiền ấy. Thì cứ theo dõi kênh Miên Toàn. Còn những cái máy nhỏ thì Toàn Miên Toàn rất là nhiều. Máy nhỏ thì Miên Toàn tầm cỡ 2 triệu. 2 triệu, 2 triệu 2. 2 triệu, 2 triệu 2 thì rất là nhiều mọi người nhé. Mọi người lưu ý. Không ngoại trừ những cái máy nhiều tiền mà Miên Toàn có cả máy rẻ tiền luôn. Đấy, mọi người thấy nước này vừa mới rửa xong nghiêng máy đi, nước nó còn ở trong, nó không biết là bây giờ giật lên nó có nổ hay không đây. Mọi người thấy chưa, lấy giúp anh cái tẩu với. Thì Toàn sẽ ráp lam xích vào và giật nổ luôn cho mọi người nhé. Để giật nổ trước đã. Muốn nổ mọi người hãy kéo e này lên, đổ xăng vào nhé. Đây là bình xăng pha nhớt và đây là bình nhớt. Bình nhớt thì mọi người hãy đổ xăng pha nhớt vào đây. 1 lít xăng mọi người pha ít nhất là 70 cc nhớt cho 1 lít xăng. Và đây là nhớt. Mỗi lần chúng ta châm xăng thì chúng ta châm nhớt liền nhé. Đừng để thiếu nhớt bôi trơn lam xích và đừng để hết xăng. Hết tiền xăng thì chúng ta sẽ cái máy của chúng ta lại phải làm lại những bước căn bản từ đầu. Và đây là lọc gió thì chỉnh quality lớn lên thì chúng ta cầm đây chúng ta vặn lên thôi.
lọc gió thì chúng ta kéo E, kéo như thế này nhỉ, kéo xuống là đóng không, công tắc thì bật lên là mở. Xăng lên rồi nhé mọi người nhé, thì chúng ta gạt lên và bóp ga trên công tắc vào, trên công tắc vào. Giật nổ lên, bơm bơm nhớt rất là giặt rào mọi người nhé. Bây giờ thì sẽ gắn luôn cái lao xích vào và test nổ khả năng nổ luôn cho mọi người. Và mọi người lưu ý là Toàn đã có video test cái máy này quay, thì khách hàng gọi nói chung là gọi khách hàng gọi cả ngày luôn, nên là không có tránh khỏi cái việc mà quay xong rồi lại phải ngắt để ấy quay lại video thêm đoạn nữa. Thì bây giờ sẽ gắn cái lam vào luôn, thì Toàn sẽ Toàn tính là sẽ không có cắt ghép, nhưng mà do khách hàng điện trúng ngay cái lúc này thì bị gián đoạn cái video, nên là cái video này cắt ghép và không biết có cắt ghép được hay không, tại vì cái bộ nhớ máy Toàn thì nó nhiều video, nó đang bị hết bộ nhớ. Rồi ok, gắn vào, tăng xích lên là nổ thôi mọi người. Cái máy này mọi người nếu mà muốn gắn lam dài tầm 80-90, 1 mét thoải mái mọi người nhé. Máy này có thể nó kéo lam cả mét luôn. Ok. Rồi nổ thử nhé mọi người nhé. Quên
cả Galaxy nó hơi nhỏ. Phần kêu nó phát ra tiếng kêu là cái phần côn mọi người nhé, phần nồi côn nó xài cái bộ bố, nó có cái bộ phận khi chúng ta khóa xích lại chúng ta vẫn có thể lên ga được, nên là cái bộ phận nó ly cái phần côn đó, tức là nó có hai cái phần ly hợp, một là ly hợp ra ngoài bố nồi, một một phần là ly hợp ra ngoài chuông, và một phần ly hợp cắt khỏi cái bố nồi đó, cái bố đó ra khỏi cái cốt máy mọi người nhé, nên là nó sử dụng hai cái ly hợp, bộ ly hợp nên nó rất là hay đó, khóa xích ok, rất là trơn tru mọi người nhé, đó mọi người thấy chưa, thì chúng ta khóa xích lại thì sẽ không thể kéo xích đi được. Rồi. Kéo xích lên. Ok mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi đến kênh YouTube của Toàn Máy Bay. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Đừng quên đăng ký và cho Toàn xin một like nhé. Giá máy Toàn báo lại. Cái giá máy này là hiện tại là 3 triệu 6 bao vận chuyển mọi người nhé. Khi đã vệ sinh như thế này. Ok.